trước thì bác nào quan tâm về một chiếc xe i10 bản đủ, bản sedan hai đầu của em Hương, thì hôm nay em Hương đã về thêm rồi đây. Hôm nay thì em Lê Hương về thêm một chiếc xe i10 đời 2016. Nhưng điều đặc biệt là em này là bản đủ đẹp nhé. Với lớp sơn màu trắng đẹp, bản đủ sẽ có gì nhỉ? Phím mở một chạm thông minh hai cánh trước này, xi nhan trên gương này, phanh ABS này, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Và phía sau xe sẽ có 4 mắt cảm biến va chạm. Bác nào đang tìm cho mình một chiếc xe ưng ý về đời 2016 với tầm tiền 288 triệu cho một chiếc xe i10 bản đủ không khoan đục, xe không đau tai nạn, không ngập nước, thì các bác ơi để lại số điện thoại cho em hoặc kết nối qua Zalo cho em có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Đèn của i10 sẽ là đèn halogen, có đèn phá xương và đèn gầm đầy đủ ạ. Em Hương đứng góc nghiêng để các bác có thể nhìn được tất cả những đường dập lổ trên thân xe nhé. Một đường thẳng tắp từ cụm đèn hậu này lên thẳng cụm đèn pha phía trên này luôn, cực kỳ sắc nét luôn, không hề đâm xô hay ngập nước hay là bị móp méo này. Một dàn lốp hợp kim cực đẹp, phanh ABS chống bó cứng hai bánh trước này, dàn gầm bệ không hề bị mục mọt luôn. Trên hai tay nắm cửa phía trước thì có phím mở một chạm thông minh. Đây, em sẽ quay chi tiết cho các bác nhà mình nhé. Cánh cửa đây, đây là một trong những cánh cửa bác Tài sử dụng nhiều nhất nhưng mà còn rất là đẹp luôn. Keo chỉ zin, cột kèo nguyên zin cả 4 cánh cửa cho em. Móc khóa này, thông số sticker này, từng con ốc nhỏ nhất còn nguyên đẹp. Nội thất bên trong cực kỳ tươi mới các bác nhé, rất là đẹp luôn. Trần da 5D. Trên vô lăng thì có tổ hợp các phím bấm này. Em này sẽ khác với bản thiếu nha, bản thiếu sẽ không có những cái phím bấm mà túi khí an toàn ở đây đâu ạ. Còn đây là tắt bật cảm biến này. Xe thì cũng có trang bị cho em là đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Trên vô lăng có túi khí thì bên hậu cũng có túi khí luôn nhé. Bên ghế phụ cũng có túi khí luôn, hai túi khí an toàn. Cần củ số phanh tay cực kỳ sắc nét cho em luôn. Ghế da thì không hề bị rách vỡ này, kể cả cái phần này cũng vậy luôn. Bác chủ còn cẩn thận ốp thêm cái bằng lớp này để cho cái phần phanh tay và côn và phần ga kia được xuất sắc hơn đúng không ạ. Trần da 5D. Đèn trần hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Em này thì có thêm cả vỉ chắn mưa rồi, những cái tiểu tiết thôi như bác chủ cũ lắp rồi thì em cũng để nguyên cho mình. Ghế da cao cấp hai màu kết hợp giống như một chú ong mắc cầy, nhìn rất là đẹp luôn. Thảm bệ sạch sẽ rồi. Hàng ghế thứ nhất và thứ hai cách nhau khá là xa nên là cực kỳ rộng rãi luôn. Đây ạ, keo chỉ zin cả 4 cánh cửa nhé. Một dàn lốp cực kỳ đẹp luôn, lốp lap rất là đẹp. Em sẽ quay luôn cả khoang hành lý hay là còn gọi là khoang cốp của xe đấy ạ. Em không cầm chìa khóa, em sẽ mở ở đây nhé. Dàn lốp dày dặn này, phanh đa chấu cho em. Đèn hậu phía sau thiết kế to bản này. Khoang hành lý thì cực kỳ rộng rãi luôn. Khoang hành lý cực kỳ rộng rãi luôn. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp vẫn còn nguyên và đầy đủ cho em nhé. Còn nguyên và đầy đủ này. Đây, máng nước đây, các cái bấm đinh tán các bác nhìn cho em này, nguyên bản nguyên zin luôn. 288 triệu còn thương lượng lọc ná thêm cho mình. Đó, xuất sắc luôn. Keo chỉ zin toàn bộ lắp cốp và lắp cabo, các cái lốt cắt thì tròn xe cho em nhé. Bên đây thì em chưa đóng cửa lại khít là đóng lại này. Đây các bác nhìn này, tất cả những đường dập lối đã xuất sắc rồi, thẳng tắp rồi, nhưng mà các khớp lối nhìn rất là khít luôn. Cảm biến phía sau có rồi. Em này có luôn cả cam lùi này, có cam lùi, có cảm biến này, đèn hậu sáng choang luôn. Một dàn lốp lắp rất là dày dặn và đẹp luôn. Bản đủ 2016 288 triệu, gương kính thì liền đời theo xe. Táp ly táp lô không một điểm chê luôn. Cái này là chống sóc cho mình các bác, đóng vào nó hút hơn. Cái này là bác cái lắp thêm thôi, cái tiểu tiết bác đi mua bác cái lắp thêm thôi đó, đóng rất là nhẹ nhàng. Vỉ chắn mưa này, chào em cô áo đỏ trong đây rồi. Phím mở một chạm thông minh đầy đủ cho em, táp ly táp lô không một điểm chê, em đã nói rồi, xe quá là đẹp luôn. 288 triệu nhấc máy lên đi ạ, 0354602790 hoặc đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Xem xe, chạy thử xe và cảm nhận xe. Ngày hôm nay thì em Hương cũng bán được thêm được rất là nhiều xe. Mặc dù là tháng 7 nhưng các bác ơi không hề quan trọng tháng 7 nhá. Các bác từ Hà Nam, từ Tây Ninh, từ Quảng Ninh và Hải Phòng đều ủng hộ em Hương. Bác thì chốt cọc em Hương ship xe, bác thì phun tiền đến xem xe trực tiếp. Nên các bác ơi không việc gì phải ngại cả. Xe mà đẹp đúng tầm tiền, đúng tầm kinh tế mà mình có, không tội gì phải để lâu, phải đi xe lắng xe máy cho lắng mưa ạ. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 2024 cơ, 2024 các bác nhé. Động cơ trang bị 1.2 i10 bản đủ đẹp xuất sắc như thế này, không mua xe này thì mua xe gì đúng không ạ. Nội thất và ngoại thất em đã quay chi tiết rồi, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho mình về trong khoang máy móc nhé.
Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe i10 2016 bản đủ 1.2. Xe thì em hương mới về nên em chỉ rửa dọn qua bên ngoài bằng nước lã thôi. Còn bên trong thì bụi nó vẫn bám vào, em chưa rửa các bác nhé. Nhưng em vẫn quay chi tiết cho mình, vì bụi và lỗi xe nó khác nhau hoàn toàn nên các bác vẫn có thể nhìn được chất lượng của xe qua video chi tiết mà em Lê Hương đăng. Em Hương quay cho mình đây ạ. Các con ốc này không hề vặn mở luôn, máng nước hai bên cực kỳ đẹp luôn, không đâm xô, không ngập nước. Từ những cái ụ giảm chấn, giảm sóc vẫn còn nguyên bản cho em nhé. Bốn máy cực khỏe luôn. 1.2 2016 288 triệu khoang động cơ máy móc của i10 khá là dễ nhìn. Nhưng mà hơi bụi bẩn một chút vì em chưa cho đi rửa dọn máy. Nếu như mà em cho thợ rửa dọn máy thì 5 phút thôi là có đẹp tinh tươm luôn các bác ạ. Quay toàn bộ keo chỉ zin nắp capo cho mình. Các cái lốt cắt rất là tròn luôn. Đây là một đôi thụt cao su còn đầy đủ cho em. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về chiếc xe quốc dân dành riêng cho gia đình. Những chiếc xe mà các bác có kinh thế thu nhập thấp hơn cũng có thể sở hữu được. i10 2016 số sàn 1.2 288 triệu. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình, cũng như là để cho mình một cái giá tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì trời cũng tối rồi, em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây, dừng video ở đây. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại hoặc kết nối Zalo 0354602790. Địa chỉ bên em các bác nhé, các bác chỉ cần bấm này. Em gần ngay trường Đại học Hải Dương này. Đằng sau em là một cái cây xăng dầu 51 rất là to, mặt đường 62m, em ở chân cầu Lộ Cương các bác nhé. 11:30 các ngày trong tuần em sẽ có buổi báo giá trực tiếp. Rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ từ khách hàng nhà mình. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ cho em Hương xin một lượt đăng ký kênh nhé, để tiện cho mình theo dõi và giao lưu cùng em Hương ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.